Hello, xin chào toàn thể anh em làm máy nông nghiệp, đặc biệt là anh em Tam Điệp và Nho Quan Ninh Bình. Hôm nay em lại có mặt tại xã Quang Sơn. Vâng, cho nó đỡ lõi đấy anh, cho nó ăn bóc hết cái đều. Ok, hơi khói tí.